Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu khăn xuất Nhật bên mình nha. Đây là khăn lông theo như gọi là khăn cù tuyết xuất Nhật, hàng nhập khẩu, có kích thước là 140cm và 70cm, rất là to luôn. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra cho mấy bạn xem nó như thế nào nha. Cái này thì mình bán giá là 80.000 một khăn, hai khăn thì là 150, tức là giảm giá còn 75.000 một khăn. Nhưng mà chất lượng thì rất cực kỳ ưng các bạn, nó rất là mềm luôn, mềm và mịn, thấm nước. Thì mình nghĩ là với kích thước như thế này, giá tiền và chất lượng khăn như thế này thì nó rất là ok luôn các bạn. Đây các bạn ha. Đây. Wow. 1m7. 170, tức là đây. Từ cái mình cho mấy bạn xem ha. Đây một cái cửa thì kích thước như thế này. Đây nó cao ngay gần bằng mình luôn. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó. Vậy là khi mà mấy bạn quấn thì nó là trên cơ thể mình thì nó như thế này. Cũng rất là dài, khá là dài. Dài 70, 140, gấp đôi, mịn, thấm nước, mau khô. Đó, đây là hàng chất lượng nha. Thì giá 80.000 một cái, hai cái 150. Mấy bạn mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại 0387728778. Nó có tất cả là 3 màu. Hàng này thì lâu lâu mình mới có, cho nên là mấy bạn mua hàng nhanh tay giúp mình nha. Lâu lâu mình mới có được.